Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón và tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 theo lời mời của bà. Lễ đón diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón diễn ra trong ngày thứ hai Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Ngay sau khi gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Harris gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà bày tỏ vinh dự là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Phó Tổng thống tái khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam mong muốn cùng mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả vững chắc cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn lãnh thổ thể chế của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới